Xin giao lưu cùng anh em một bờ dúi rất là lực nha anh em. Bờ cốt gốc nó ôm đá nè, cây lên cốt rất là già cây nha anh em. Hoành gốc 155. Đây, bờ của nó anh em nè, đóng cũ nè, ôm đá bên này hòn, bên này hòn. Bờ đế dài 2m1, rộng ấy. Một cái bờ dúi khá đẹp nha anh em. Rộng đế 1m3, dài 2m1. Cây một cốt nè, lên thân tử nè anh em. Lên cái thân tử nè. Cao sát đất là 2m4. Cây rất là lùng lực và nu da. Yeah. Hòn đá này dài nhiêu anh? Coi đo hòn đá này dài nhiêu? Dài 1m1. Hòn đá dài 1m1 nè. Một cái bờ dúi khá đẹp nha anh em nha. Chiều ngang 45. À, được rồi. Một bờ dúi khá đẹp nha anh em nha. Rồi, cái chỗ bên này là cái mặt lũa thép âm thân nha anh em. Là chỉ cái đường lũa cho anh em xem nè. Cái lũa này là lũa dừa thân nha anh em nha. Cái lũa dừa thân của nó lên ở đây nè. Xung quanh là thân tử nè. Một cái bờ dúi cốt trực lùng lực rất đẹp luôn. Cao từ đất nha anh em là 2m4. Còn từ bờ đây lên là chỉ có 2m thôi anh em nha. Đây, lũa của nó là lũa xanh luôn anh em nha. Đây nè, cái mặt lũa nó đây. Cái mặt lũa nó đây. Chạy xuống dài góc đây. Lũa này là lũa chắc nha anh em. Góc đế bành nè. Ôm đá nè. Đóng cái củ nè. Rồi. Anh em nào thiện chí thì giao lưu nha anh em nha. Rồi, xin chào tất cả anh em.